Cô bé Mary sống với cha mẹ ở Ấn Độ từ khi còn nhỏ. Một ngày mẹ cô bé qua đột ngột qua đời vì bệnh tả, người bố cũng sinh bệnh mà qua đời ngay sau đó. Từ một đứa trẻ hạnh phúc giờ đã trở thành cô bé mồ côi. Vì quá đói, Mary liền ăn những gì còn sót lại trên bàn. Hôm sau cô bé đến nơi phát thức ăn cho người nghèo, nhưng Mary chưa từng ăn đồ như vậy nên không ăn được. Cô bé có một người dì đang sống tại Anh nên Mary được đưa đến nhà người dì để sinh sống. Nhưng lúc này dì của Mary cũng đã mất. Nữ quản gia đưa Mary đi tham quan ngôi nhà và đưa cô đến căn phòng dành sẵn cho cô bé. Nửa đêm Mary nghe thấy bên ngoài có tiếng khóc. Mary bước ra ngoài và đi theo nơi phát ra âm thanh nhưng lại không thấy có ai ở đó. Hôm sau người giúp việc mang thức ăn tới cho Mary. Cô bé hỏi về tiếng khóc đêm hôm qua nhưng người giúp việc chỉ trả lời cho qua. Từ nhỏ tới giờ Mary luôn được chiều chuộng nên đến giờ cô bé vẫn không tự mình mặc quần áo. Đã vậy lại còn kén chọn thức ăn, tính cách thì vô cùng nóng nảy. Trong lúc đi dạo Mary bất ngờ gặp lại người chú. Người chú luôn phát điên mỗi lần nhìn thấy đồ của vợ mình. Không khí trong nhà ảm đạm nên cô bé chạy ra ngoài chơi. Trong lúc đi dạo cô bất ngờ gặp chú chó hoang. Cô bé sợ hãi trước chú chó bẩn thỉu này. Bà quản gia vô cùng nghiêm khắc với Mary. Ngoại trừ căn phòng của mình thì cô không được đến bất cứ nơi nào khác. Bức tranh trên tường khiến cô nhớ lại cuộc sống khi có bố mẹ. Nhưng cô bé hiếu kỳ sao lại chịu ngồi yên một chỗ. Cô chạy đến nhà bếp xin một chút đồ ăn. Mary một lần nữa lại chạy ra ngoài. Cô bé ném thức ăn, chú chó lại lần nữa xuất hiện. Con người cô đơn giờ đây đã có chú chó bầu bạn. Cả hai chơi đùa với nhau vui vẻ. Chú chó dường như muốn dẫn Mary đi đâu đó. Nó không ngừng chạy về phía một bức tường phủ đầy rêu. Nhưng Mary chưa kịp khám phá vì đã đến giờ trở về. Tối đến trong nhà lại có những tiếng động lạ. Mary không do dự đi theo tiếng nói đến một căn phòng. Cô bé đứng trước căn phòng mở cửa ra nhìn trộm. Không ngờ chủ nhân của căn phòng đã phát hiện ra Mary. Thế là cô bé đường đường chính chính bước vào. Không ngờ trước mặt mình lại là một người bệnh tật yếu đuối. Cậu bé này cũng tầm tuổi với Mary. Cô bé mạnh dạn tiến tới hỏi chuyện. Hóa ra cậu bé là con trai duy nhất của dì mình. Tiếng khóc phát ra mỗi đêm chính là của Colin. Bởi vì trông Colin rất giống với người mẹ của cậu, khiến người chú rất buồn mỗi khi trông thấy cậu bé. Cậu bé yếu ớt nên không thể đi lại. Không khí lạnh và vi khuẩn bên ngoài có thể giết chết Colin, mà cậu bé cũng không có ai chơi cùng cả. Mary cũng kể về gia đình của mình với Colin. Cuộc nói chuyện giúp cả hai hiểu thêm về đối phương. Hai đứa trẻ vừa gặp mặt đã trở thành bạn bè. Từ đó Mary cũng dần dần thay đổi tính cách. Hiện giờ cô bé đã ngoan hơn trước rất nhiều. Một hôm nữa quản gia đưa Mary đến gặp người chú. Người chú thấy Mary đã lớn nên muốn cho cô bé đến trường, nhưng cô bé lại không thích đi học. Cô bé lúc này chỉ muốn được tự do ra ngoài chơi. Sau một hồi suy nghĩ, người chú cũng đồng ý với Mary. Thế là Mary lại chạy ra ngoài thăm chú chó. Một hôm chú chó dẫm phải bẫy của thợ săn, cô vội chạy đến gỡ cái bẫy ra giúp nó. Lần này cô lại đến nơi ở của chú chó và quyết định trèo ra bên ngoài bức tường. Mary cẩn thận bám vào cành cây trèo lên, không ngờ bên ngoài bức tường lại là một vườn hoa rất đẹp. Rất nhanh Mary đã tùm thấy chú chó. Từ lúc mắc bẫy, chú chó có chút cảnh giác với Mary. Sau một hồi trấn an, chú chó mới bình tĩnh trở lại. Cả hai cùng nhau chơi đùa trong khu vườn huyền bí này. Cô bé cùng chú chó đến một bức tượng bằng đá. Dưới sự chỉ dẫn của một chú chim tốt bụng, Mary tìm thấy một chiếc chìa khóa phủ đầy rêu xanh. Có lẽ đây chính là chìa khóa mở cánh cửa khu vườn này. Mary liền cầm theo chiếc chìa khóa trở về nhà. Tối đến cô bé lại nghe thấy tiếng khóc của Colin. Nhân lúc quản gia rời khỏi, Mary liền bước vào căn phòng. Cô bé an ủi và động viên cậu bé. Cô còn kể cho Colin nghe về khu vườn huyền bí. Nhưng Colin lại không tin vào những gì Mary nói. Và nếu có thật thì cậu cũng chẳng thèm quan tâm. Mary nói đến cạn lời mà vẫn không thuyết phục được. Cô bé đành đọc truyện dỗ dành Colin đi ngủ. Sau đó cô lại lén đi lại trong căn nhà. Kết quả lại đi đến căn phòng của người dì. Trong phòng có vô số những bộ váy sang trọng, trang sức quý giá nhiều không đếm xuể. Mary tinh nghịch đã lấy đồ của dì mặc lên người. Đột nhiên cô trông thấy bức ảnh của mẹ mình chụp chung với người dì tại khu vườn. Giờ cô bé mới biết mẹ và dì đã từng đến đây. Hôm sau Mary hỏi người giúp về người dì và mẹ mình. Người giúp việc nói trước khi gia đình cô chuyển đi, khi đó trong nhà luôn tràn ngập tiếng cười. Sau khi rời xa người thân khiến người dì bị trầm cảm, Mary nghe xong vội chạy đến khu vườn huyền bí. Cô gặp được Dickon, người đặt bẫy khiến chú chó bị thương. Dickon xin lỗi vì đã làm chú chó bị thương. Một cái bắt tay xin lỗi thôi cũng đủ để trở thành bạn bè. Hai người cùng nhau đi xử lý vết thương cho chú chó. Dickon cẩn thận băng bó vết thương cho nó. Dickon đặt chú chó nằm trên bãi cỏ trong vườn, sau đó cầu nguyện mong cho chú mau lành. Về nhà cô bé lại chạy đến thăm Colin. Cô bé kể cho cậu nghe về chú chó và khu vườn. Cô còn đưa Colin đến phòng của dì, cho cậu xem những bức ảnh về mẹ của hai người. Thì ra trước kia khu vườn đều thuộc về họ. Mary và Colin cũng có mặt khi đó. Lúc đó Colin có thể đi lại và còn rất khỏe mạnh, nhưng đối diện với nỗi sợ mất mẹ,
mẹ, khiến cậu bé sợ hãi hét toáng lên. Hai người vật nhau một hồi thì ngã xuống đất. Lúc này Mary mới phát hiện Colin không hề bị gù lưng. Hôm sau cô bé thấy chú chó đã khỏe mạnh, khiến cô tin rằng khu vườn có thể chữa lành bệnh. Cô cùng Dickon nô đùa chạy nhảy khắp khu vườn. Trong đầu cô đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, đó là đưa Colin đến đây để chữa bệnh. Thế là cả hai trở về rồi đi đến phòng của Colin. Tiếng hét của Colin đã kinh động đến nữ quản gia, may có người giúp việc giúp đỡ nên mới thoát nạn. Colin nhất quyết không chịu rời khỏi giường, hai người đành phải bắt cóc Colin đưa đi. Nhiều năm không ra ngoài khiến cậu vô cùng sợ hãi, nhưng sau đó cậu lại cảm thấy rất vui vẻ. Cậu vô cùng choáng ngợp trước vẻ đẹp của khu vườn. Colin giơ tay lên vuốt ve chú chó. Từ trước tới giờ cậu chưa từng chạm vào động vật, cảm giác này khiến cậu bé vô cùng thích thú. Lâu lắm rồi nụ cười mới xuất hiện lại trên khuôn mặt của cậu. Một hôm Mary bị bà quản gia bắt được cô lẻn vào phòng gì và đưa cô bé cùng người chú đến căn phòng đó. Nhìn đồ đạc trong căn phòng bị xáo trộn, người chú không thể nổi những chuyện này. Việc này khiến người chú muốn đưa cô bé đến trưởng nội chú. Và giờ Mary cũng không được ra ngoài chơi nữa. Điều này khiến cô bé bực tức không ngừng làm loạn. Cô bé dùng lực kéo đổ con ngựa gỗ. Không ngờ trong bụng của con ngựa lại chứa rất nhiều mảnh giấy. Đó chính là thư của người dì lúc còn sống. Mary nhanh chóng cầm bức thư lên xem. Cô bé phát hiện ra rất nhiều bí mật của mẹ và người dì. Hôm sau Mary mang một bức thư chạy đến khu vườn. Cô bé chạy đến một cây cổ thụ trong vườn. Thì ra người dì lúc trước bị bệnh nặng và dì muốn được chết dưới gốc cây cổ thụ này. Chính vì thế mà khu vườn có thể chữa bệnh cho con trai của dì. Chúng phải đưa Colin đến đây sớm nhất có thể vì đã sắp đến ngày Mary phải đi học rồi. Hai người nhanh chóng đưa Colin đến khu vườn. Họ đặt Colin xuống dòng nước lạnh. Cậu bé không những không sợ mà còn rất thích chuyện này. Bọn chúng cùng nhau chơi đùa ở đó. Sau đó đưa Colin đến gốc cây cổ thụ và nói với cậu bé về nội dung của những bức thư. Mary còn nói khu vườn này có khả năng chữa bệnh. Colin không tin những điều đó nên bắt Dickon đưa mình về nhà. Không ngờ khi Colin đi đến đâu, cây cối trong vườn đều lụi tàn đến đấy. Tối đến khi Mary đang đọc số thư còn lại, bỗng người mẹ xuất hiện trước mặt cô bé. Cô bé cầm thư đến tìm Colin. Không ngờ cậu bé lại có thể tự bước đi ra mở cửa. Cuối cùng Colin cũng chấp nhận những lá thư đó. Colin không phải không thể ra ngoài, mà vì cái chết đã khiến bố Colin bị sốc toàn tập. Từ đó nỗi ám ảnh về bệnh tật đều đổ dồn tất cả lên người Colin. Ông quyết định phải bảo vệ cậu thật tốt mới tạo thành một Colin như bây giờ. Một ngày nữ quản gia đưa Mary đến gặp người chú. Người chú đã tìm được trường cho Mary và ngày mai sẽ đưa cô bé đến trường. Nhưng kế hoạch chữa bệnh cho Colin vẫn chưa hoàn thành. Mary vội chạy đến hỏi người chú của mình, tại sao chú lại nói Colin bị gù lưng? Chú không biết mình đã làm gì với cậu ấy sao? Chắc chắn dì không muốn nhìn Colin bị như thế này. Ngôi nhà này giống như nhà tù của hai người vậy. Người chú chỉ nhìn Mary mà không nói gì. Người chú quay về phòng uống rất nhiều rượu. Mary nhân cơ hội đó liền chạy ra khỏi ngôi nhà. Sau đó người thắp nên một ngọn nến, nhưng lại vô tình làm cháy khăn trải bàn. Còn Mary và Dickon lại đưa Colin đến khu vườn chơi. Bỗng chúng trông thấy khói đen bốc lên từ phía ngôi nhà. Nhất định là có chuyện gì đó xảy ra. Mary cùng Dickon vội vã trở về nhà. Khi hai người quay về, cả tòa nhà đang bốc cháy. Người giúp việc đều đã bỏ chạy thoát thân, còn người chú thì không thấy đâu. Mary bất chấp nguy hiểm xông vào bên trong. Thì ra người chú đang đi tìm con trai mình. Mary nói Colin đang ở bên ngoài và rất an toàn. Cô bé nhanh chóng kéo người chú chạy đi. Mary trông thấy linh hồn của mẹ bên cạnh mình. Cô bé không muốn mẹ rời đi nhưng điều đó là không thể. Sau một đồi đọ sức với tử thần, cuối cùng hai người cũng chạy khỏi ngôi nhà an toàn. Mọi người cùng nhau đi đến khu vườn huyền bí. Người chú trông thấy con trai vẫn bình an vô sự, ông mới thoải mái nở nụ cười trên môi. Bây giờ ông mới buông bỏ được nỗi ám ảnh trong quá khứ. Colin chống gậy đi về phía người bố. Hai bố con xúc động ôm chặt lấy nhau. Cuối cùng họ trở về xây dựng lại ngôi nhà. Cánh cửa của khu vườn cũng được mở cửa. Mọi người cùng nhau sống vui vẻ hạnh phúc. Bộ phim hôm nay đến đây là kết thúc. Mọi người thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến ở bên dưới để Vân Anh biết nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye.